bằng gì bằng diếc chém vỡ mồm nào. Mày qua lần này đã bị biến vào giữa. Kia tỉnh dậy rồi, chạy chạy ra chạy ra. Này thả độc lâu quá, cứ thả liên tục. Tôi linh cảm thì mà tơ này qua tốt thật. Mà tơ này hậu thổ sâu quá, sao mà chơi được đấy, hậu thổ nhiều máu quá. Rồi mới mất nửa máu mà Huyền Minh sắp chết rồi. Huyền Minh chết nó bị cúp đang. Cay đã cắt. Thả độc nữa anh ơi. Hai em anh ơi. Ôi, ta tự nhận thân phát này. Đợi hồi tiên pháp nào, đợi hồi tiên pháp ạ. À.
Lâu rồi. Ta ngồi lâu quá. Ok. Tôi đã qua được. Bị toàn mẹ ai.